Chào mừng anh đã quay trở lại với chiếc tàu của mình. Nghĩa là các hợp lý chưa ra đây. Tiếp tục suy nghĩ về chiếc tàu hay chưa đắt nhé. Và nhé nào muốn thích sự trên này, đừng quên là bấm like. Chia sẻ được với mình, có mừng thử kiến xuống chiếc video đầu tiên. Mừng nhé, là những chú chân để nhận thông báo mới nhất từ kế của mình. Và chúng ta sẽ đấu thế nào? Thì hôm nay thì mình sẽ sử dụng Draw Outfit Kia Mặt Trời của Super 2 cùng với Basil Happy Boy. Let's go! Yeah.
lần cuối cùng của Mang Diệu. Trường của Lưu Lý Thế Tăng của Super Tô. Xin cảm ơn các bạn xin những tập tiếp theo. Cảm ơn.